Rồi, hello chào các bạn. Đến video ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn lại một số bạn. Tại vì thầy thấy nhiều bạn có hỏi thầy là phản ứng như khi nào thì thêm tê độ và phản ứng như thế nào thì không cần thêm tê độ. Thì giờ thầy thầy hướng dẫn lại nhé. Rồi, khi nào thì chúng ta sẽ thêm tê độ? Khi nào chúng ta đốt cháy ha, ví dụ như lưu huỳnh đốt cháy trong oxy nè, đồng nè. Ok ha, hoặc là hydro, magie trong oxy thì thầy chỉ ha, thầy sẽ ví dụ bằng video thí nghiệm cho các bạn dễ thấy. Đây là video ở trên kênh của thầy nè. Thầy đã làm mà magie tác dụng với khí oxy. Đây. Đó, thì thầy phải cần đun nóng. Thì thầy phải cần đun nóng phản ứng nè. Rồi các bạn thấy nè, tê độ đấy. Đó là đèn cồn đun nóng lên thì nó phản ứng nó mới xảy ra cháy. Ok ha. Đây là magie tác dụng oxy nè. Tê độ nè, đó. Mà các bạn có hiểu nôm na gì cho thầy? Hoặc là đốt cháy cái này luôn. Đốt cháy nha, hàng acetylene. Thầy bật quẹt nè, đó là thầy cung cấp nhiệt độ đó thì phản ứng nó mới xảy ra. À, các bạn hiểu ha, tê độ là có nghĩa là mình dùng đèn cồn hoặc là mình tác động thêm cái nhiệt độ nào đó. Ok ha. À, các bạn cứ nhớ gì cho thầy. Đối với phản ứng mà tác dụng với oxy đây là hầu như là thêm tê độ với hydro. Các bạn nhớ giùm thầy nha, phản ứng có nhiệt độ đây. Kịp chưa nè? Còn tùy thằng nữa nha, ví dụ như thằng clo tác dụng với Fe này cần tê độ thì phản ứng sẽ ra nhanh hơn. Nói chung là các bạn lớp nhỏ thì các bạn có thêm tê độ cho thầy cũng được, thêm tê độ cũng đúng không có sai nhé. Ví dụ như phản ứng này chúng ta thêm tê độ cũng được, nhưng mà thực chất là nhôm với clo ở điều kiện thường là nó đã tác dụng rồi. Chúng ta thêm tê độ thì vẫn xảy ra nhanh hơn, không có sai đâu ha các bạn ha. Phản ứng nào mà đối với hydro và oxy các bạn chỉ thêm tê độ cho thầy đó là vẫn đốt cháy, hoặc là lưu huỳnh nè thêm tê độ. Ok ha. Không có tê độ thì phản ứng nó xảy ra điều kiện thường cái này nè, nhưng mà thế có tê độ thì vẫn xảy ra nhanh hơn thôi, không có gì hết. Còn đối với natri tác dụng với nước nè thì chúng ta không cần phải nhiệt độ gì hết, chúng ta bỏ nước cho bình thường là phản ứng ha. Mấy cái này nè, rồi để thầy cho coi video thí nghiệm này các bạn hiểu. Rồi mình nhìn thì xong nha. Rồi cái này natri đây, đây là cục natri tác dụng được với nước đúng không? Này thầy bỏ vô nước này, không cần tê độ gì hết đó. Natri nó chạy về 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 rồi, ok ha. Đó nó chỉ tác dụng với nước, hoặc là magie tác dụng với HCl. Đây mấy cái này là chúng ta cứ nhớ thầy là phản ứng nó rất là bình thường thôi, không cần tê độ gì hết. Đây khí hydro thoát ra đó, thì coi này, thầy mở lại nè, đó thầy chỉ bỏ vô thôi, đó magie với HCl vô thôi là phản ứng nó tự xảy ra. Ok ha. Như vậy giờ các bạn nhớ như này nè, các bạn phải học thuộc và các bạn viết đi viết lại thì các bạn sẽ biết được những cái phản ứng nào mà cần tê độ. Nói chung phản ứng mà về dung dịch nè, HCl NaOH với cái này nè, H2O nó về dung dịch thì thường thường chúng ta sẽ không cần phải nhiệt độ đó nha. Còn đối với cái axit mà tác dụng với đồng á, H2S4 đặc á, nóng thì chúng ta phải đun đun nóng thôi, đun nóng ống nghiệm tí xíu thì chúng ta phải cần tê độ. Còn hydro với oxy với lưu huỳnh clo thì chúng ta thêm tê độ cho thầy, thêm không sai đâu nhá.
có thì phản ứng nó sẽ ra nhanh hơn thôi, không có gì hết nha. Các bạn đừng có băn khoăn là có tê độ không, mà các bạn quan trọng là những sản phẩm phía sau đây. Đối với thầy thì những sản phẩm phía sau đây nè, và cân bằng cho nó đúng. Mấy cân bằng này thì bữa thầy chỉ rồi ha. Giờ thầy ví dụ ở đây có hai oxy, ở đây mới có một thêm hai hai CO, hai CO này thì chỉ ở video khác của thầy, các bạn coi thêm ha. Như vậy hôm nay cái video có thể đến đây kết thúc nhé. Thầy chỉ hướng dẫn về cái phản ứng không có tê độ và phản ứng có tê độ cho các bạn dễ hiểu. Rồi còn mấy cái phản ứng này là thầy đã làm ở trên, ví dụ như Ag cộng NO3 cộng HCl này, ở điều kiện bình thường nó cũng sẽ ra, thì thầy đã có làm hết rồi, thầy có làm hết rồi, các bạn coi lại giùm thầy. Thầy cho HCl vào nhé. Rồi xong thầy thì cho AgNO3 vào. Đó. Rồi phản ứng điều xảy ra điều bình thường thôi, là cái tủa trắng. Ok ha. Rồi thầy chào các bạn nha, đến hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Ok. Rồi chào các bạn.